Bạn có biết là bảo vệ là một trong những nhân vật cùi bắp nhất trò chơi, khởi đầu vỏn vẹn 2 điểm chạy nhanh và 1 điểm đi nhẹ nói khẽ. Bảo vệ được định hướng sẽ là nhân vật không đối đầu nhiều với xác sống và tập trung vào việc di chuyển để sinh tồn, nhưng nó hơi sai sai ở chỗ. Không có khả năng đánh nhau, không có khả năng sinh tồn, không có khả năng chế tạo vật phẩm. Nói chung là phế toàn tập. Nhưng bù lại những khuyết điểm trên, đó là nội tại cú đêm. Nội tại này cho phép nhân vật này tỉnh táo lâu hơn trước khi buồn ngủ và hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Nghe qua thì nó có vẻ bá đạo, nhưng các nhân vật khác chỉ cần dễ dàng chọn điểm tỉnh táo là xong. Nhưng nếu bạn thích trải nghiệm nhiều về game mà không bị gián đoạn quá nhiều vì cơn buồn ngủ, bảo vệ là dành cho bạn. Giúp mình đăng ký kênh Phép Gaming nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.